Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-xê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Khi học tiếng Anh thì người ta nói có cái câu hỏi gọi là yes no question, tức là câu hỏi trả lời có hay không. Ví dụ như tôi hỏi anh chị em chứ trưa nay anh chị em có ăn cơm chưa, thì hoặc là có hoặc là chưa, chứ mình không có thể trả lời là vừa có vừa chưa, khó lắm. Có hay không, ví dụ chúng ta hỏi mình có ba có mẹ không thì trả lời là có hoặc là không. Khi tôi hỏi một đứa thiếu nhi á, một em thiếu nhi, hỏi con có thương ba con không, nói dạ có. Con có thương mẹ con không, nói dạ có. Rồi tôi hỏi vậy chứ ba con có thương con không, nó nói có. Mẹ con có thương con không, có. Nó trả lời nhanh lắm. Thế nhưng mà ngược lại tôi đặt cái câu hỏi: thế bây giờ giữa ba với mẹ con thương ai nhất? Anh chị em về cứ hỏi cháu mình hay con mình hay một đứa bé nào thì anh chị em sẽ nhận được câu trả lời ngay. Có đứa nó khôn lắm, nó không trả lời là nó thương ba nó nhất hay nó thương mẹ nó nhất. Tôi hỏi chứ bây giờ ba với mẹ con thương ai nhất? Nó nói dạ con thương ba con nhất, mẹ con nhất. Nó trả lời vậy đó. Thì cha mới hỏi: đúng rồi, con thương ba con thương mẹ con, nhưng mà cha hỏi con là con thương ai nhất trong hai người đó? Nó bảo con thương cả hai người. Và ngược lại đối với chúng ta cũng vậy. Quý ông bà anh chị em có ba đứa con, năm người con hay bảy người con, thậm chí nhiều người cao tuổi có cả chục người con, hồi xưa sanh nhiều lắm, thì bây giờ hỏi chứ anh chị em có thương hết những đứa con đó không? Thưa có. Nếu mình hỏi bây giờ trong số những đứa con như thế thì thương đứa nào nhất? Đây là vấn đề. Trong năm đứa con, năm người con, thương người con nào nhất? Dĩ nhiên anh chị em sẽ có câu trả lời cho bản thân mình. Mình thương người con nào nhất? Chắc chắn. Cái người con đó có thể là một người con nó thua thiệt so với các anh em khác. Nó nghèo hơn, nó khổ hơn, nó hiền hơn, nó ngoan hơn, nó có hiếu hơn, nó làm ăn giỏi hơn, nó biết chăm sóc ba mẹ, quan tâm, hỏi han cho ba mẹ hơn. Thì anh chị em cũng như tôi vậy thôi, thương nó hơn hay là thương nó nhất cũng được. Thế nhưng mà những đứa con khác, anh chị em có bỏ nó được không? Không. Nó vẫn là con, cho nên không thể nào bỏ nó được. Và như thế, anh chị em nếu mà nói một cách công khai trước mặt thì sợ đứa này nó buồn, đứa kia nó buồn, thì anh chị em có thể nói: tôi thương mấy đứa con của tôi nhất, không có ai hơn hết đó. Thế nhưng mà thực tế cũng vẫn có người nhất
người nhì nếu chúng ta xếp hạng. Hôm nay cái người thông luật, người thông luật tức là người hiểu rõ về luật của Chúa, đến chất vấn Chúa Giêsu. Họ hỏi Chúa Giêsu rằng trong luật, trong sách luật của Môsê thì điều răn nào là điều răn trọng nhất? Nếu như bây giờ hỏi chúng ta chứ trong 10 giới răn thì giới răn nào là giới răn trọng nhất thì nó dễ. 10 giới răn thì mình cứ đếm ra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dễ. Bây giờ ông thông luật này ông hỏi không phải để mà hiểu, mà người thông luật này họ hỏi là để gài bẫy Chúa Giêsu, để xem coi Chúa Giêsu trả lời có hợp lý không, để xem coi Chúa Giêsu trả lời như thế có đúng không. Và cũng nhân cái cơ hội đó mà họ sẽ chống đối Chúa Giêsu về cái mặt nào đó. Bởi vì chúng ta nghe đoạn tin mừng đó, khi ấy nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm Sa Đốc phải câm miệng thì những người Pha-ri-siêu họp nhau lại, rồi một người thông luật trong nhóm của họ mới đến để hỏi Chúa Giêsu để thử người. Ta thấy cái ý định của họ nó là để thử, để gài bẫy Chúa Giêsu, để bắt bẻ Chúa Giêsu, chứ không phải là để tìm hiểu cho nó hiểu và làm theo những cái điều đó. Và vì thế cái cách hỏi của họ nó mang cái tính cách gài bẫy. Cho nên thay vì nếu mà hỏi trong 10 điều răn nào trọng nhất thì chúng ta sẽ trả lời nó dễ. Nhưng mà họ hỏi trong sách luật Mô-sê điều răn nào là điều răn trọng nhất, mà trong sách luật Mô-sê tức là ngũ kinh rồi, là thánh kinh rồi, thì có nhiều luật lắm. Người ta liệt kê ra tới 613 lề luật, trong đó có 365 lề luật là có cái chữ cấm ở đầu tiên, hay chữ không được, hay là cái chữ chớ. Ví dụ chớ giết người, ví dụ không được đi quá bao nhiêu dặm trong một ngày Sa-bát là điều cấm. Và 248 lề luật là khuyến khích người ta phải làm. Hay nói cách khác, giữa một rừng luật như vậy thì khó mà tìm ra được cái luật nào là luật quan trọng. Và cũng câu hỏi này để chúng ta thấy được rằng, như vậy nếu như không nắm được cái cốt yếu của lề luật thì người ta sẽ giữ điều này bỏ điều kia. Tại vì làm sao mà có thể giữ được hết một cách trọn vẹn 613 lề luật đó. Và vì thế họ hỏi Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu trả lời với họ rằng cái điều răn quan trọng nhất và cũng là điều răn thứ nhất, đó chính là ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn của ngươi. Tôi hay gọi đó là phải yêu Chúa bốn hết á: hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn và hết linh hồn. Là bốn cái hết là yêu mến Đức Chúa hết như thế. Hay nói cách khác là hết cả con người của mình. Khi mà ngồi tòa giải tội, thỉnh thoảng có người đến xưng tội đó, và thưa cha, con có lo ra chia trí ngũ gục trong nhà thờ, khi ít, khi nhiều, khi nào cũng có. Thưa cha, con có nói xấu chòm sớm, khi ít, khi nhiều, khi nào cũng có. Rồi thưa cha, con có chửi chó mắng mèo, khi ít, khi nhiều, khi nào cũng có. Thưa cha, con có chửi chồng, chửi con, khi ít, khi nhiều, khi nào cũng có. Có một số người họ hồi xưa cách cha dạy, cho nên một số thì họ xưng tội họ còn giữ cái cách đó. Cứ hãy xưng cái tội nào đó không á thì cứ thêm cái câu đó: khi ít, khi nhiều, khi nào cũng có. Thì tôi quen gọi cái tội đó là tội ba khi. Tội ba khi à, khi ít, khi nhiều, khi nào cũng có là tội ba khi. Thế thì khi là giải tội thì tôi hay cho làm việc đền tội. Thì có hai cách làm việc đền tội. Một là làm việc đền tội là tôi nói như vậy thì cho đọc một kinh kính mừng. Có người nói: dạ thưa cha, cảm ơn cha, sao cha giao việc đền tội rẻ quá vậy? Tôi hỏi rẻ là sao? Nói là tại vì cha sợ con là giao việc đền tội là đọc 50 kinh kính mừng, hay là 30 kinh kính mừng, hoặc là đi chặng đàng thánh giá, hoặc là lần một ngày là 150 kinh đó, là một chuỗi. Cha cho có một kinh kính mừng à. Tôi bảo tôi chưa nói hết mà. Bà đọc kinh kính mừng, một kinh kính mừng thôi, nhưng khi ít, khi nhiều, khi nào cũng đọc.
để bù lại cái tội mà lo ra chi trí ngủ gục trong nhà thờ, khi ít khi nhiều khi nào cũng có đó. Đặc biệt là khi mà cha giảng thì bắt đầu cứ riu riu ngủ, đó là khi ít khi nhiều khi nào cũng có. Cho nên phải làm việc đền tội, bù trở lại, đọc một kinh kính mừng mà phải khi ít khi nhiều khi nào cũng đọc. Còn cái thứ hai, giao việc đền tội, đó là phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn của ngươi. Đó là làm việc đền tội bốn hết. Đó là Chúa Giêsu nói là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất, là ngươi phải yêu mến Đức Chúa ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn của ngươi. Thế nhưng mà nếu mà Chúa Giêsu trả lời như vậy xong thì đâu có chuyện gì để nói. Đằng này người ta hỏi Chúa Giêsu điều răn nào là điều răn quan trọng nhất, thì mình chỉ nêu một thôi chứ. Chúa Giêsu lại nêu hai. Điều răn thứ nhất là ngươi phải yêu mến Đức Chúa ngươi hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn. Và điều răn thứ hai cũng giống với điều răn ấy, là ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Và đây mới là cái vấn đề. Yêu người thân cận như chính mình. Bây giờ người thân cận của anh chị em là ai đây nè? Là người ngồi kế bên á, là người thân cận á, là cha mẹ nè, là anh chị em nè. Anh chị em có thể là anh chị em ruột thịt nè, anh chị em họ hàng nè, là chòm xóm nè, láng giềng nha, là người trong giáo xứ nè, là người trong ban điều hành của cộng đoàn lòng Chúa thương xót của Tổng giáo phận Sài Gòn nè, của anh chị em trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót của 15 giáo hạt nè, rồi của anh chị em trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót của giáo xứ nè, rồi ca đoàn nè, rồi hỏi các bà mẹ công giáo nè, rồi huynh đoàn Đa Minh nè, rồi Legio Mariae nè, rồi thiếu nhi thánh thể nè, nhiều thứ khác ở trong một giáo xứ hay mình tham gia. Những người đó là anh chị em thân cận của mình. Thế nhưng mà không phải chỉ có như vậy không thôi. Bởi vì chúng ta nhớ rằng trong phúc âm có một lần có một người đến cũng hỏi Chúa Giêsu như vậy đó. Rồi Chúa Giêsu cũng nói yêu người thân cận như chính mình. Rồi anh ta mới tỏ ra là người hiểu biết. Anh ta còn hỏi Chúa Giêsu vậy chứ, người thân cận của tôi là ai? Ai mới là người thân cận của tôi? Thì lúc bấy giờ Chúa Giêsu mới kể cho anh ta nghe cái dụ ngôn của người Samaritano nhanh hậu mà anh chị em biết. Cái người thân cận không có phải là mình định nghĩa hay là mình đưa họ vào trong một cái dây liên kết, cái mối quan hệ ruột thịt hay là họ hàng, đồng môn hay là ở trong cùng một dân tộc, cùng một tôn giáo. Mà người thân cận của chúng ta là gì? Là những người nào đang cần đến sự quan tâm, đang cần đến sự giúp đỡ của mọi người chúng ta, thì đó chính là người thân cận của chúng ta. Hay nói cách khác, không phải chúng ta muốn biết là cái người nào đó thân cận với mình, mà là mình biến mình thành người thân cận của cái người đó để mà mình giúp đỡ cho họ. Và dĩ nhiên thưa quý bà anh chị em, yêu Thiên Chúa thì dễ lắm. Bởi vì Chúa vô hình, và hơn nữa Chúa chúng ta đã tôn thờ, Chúa cao cả, Chúa quyền phép, Chúa quan tâm, Chúa giúp đỡ cho mọi người chúng ta. Cho nên việc chúng ta yêu mến Thiên Chúa của chúng ta hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn của chúng ta thì xem chừng nó không có gì khó khăn. Nhưng yêu người thân cận mới là vấn đề. Yêu người thân cận, cái người thân cận đó chúng ta thường thấy họ phải dễ thương. Còn nhiều người nó đâu có dễ thương. Mà bây giờ Chúa bảo mình phải yêu người thân cận như chính mình nữa cơ. Cái chữ như chính mình nó còn là một vấn đề khác nữa cơ. Yêu người thân cận mà như chính mình yêu mình, cái điều đó là đúng. Mình yêu mình dữ lắm, còn mình yêu người khác làm sao mà như chính mình được. Thưa anh chị em, ngay cả vợ chồng, người chồng cũng phải yêu vợ như là Đức Kitô yêu thương hội thánh. Trong giáo lý và cả trong thánh kinh cũng nhắc với chúng ta như thế.
Nhưng mà thực sự vợ chồng có yêu cái người, người chồng có yêu thương người vợ và người vợ có yêu thương người chồng như chính mình chưa? Mặc dù trong tiếng Việt mình nói cũng rất hay đó, tiếng miền Nam á, người chồng kêu người vợ mình ơi, người vợ kêu người chồng cũng vậy, mình ơi. Rồi người chồng nói với người vợ mình ơi cũng vậy. Mình có nghĩa là thân mình, là con người của mình. Mà mình cũng có nghĩa là khi chúng ta xưng mình, tức là cái tôi của mình. Cho nên mình kêu người vợ là mình ơi, rồi người vợ kêu người chồng cũng là mình ơi. Cả hai đã trở thành một xương một thịt. Và vì thế cái tình yêu chúng ta thấy Chúa muốn chúng ta yêu người thân cận như chính mình. Mình yêu mình như thế nào thì mình cũng yêu người khác giống như vậy. Người ta thường bảo là kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Có nghĩa là những điều gì mà mình không thích người ta làm cho mình á, thì mình đừng có làm cho người khác. Ví dụ tôi có muốn người ta chửi tôi không? Không, thì mình đừng có chửi người ta. Mình có muốn người ta đánh mình không? Thì mình đừng có đánh người ta. Kỹ sở bất dục, cái gì mà mình không thích thì mình đừng có làm cho người khác. Còn Chúa thì Chúa dạy chúng ta ngược lại. Chúa dạy chúng ta cao hơn một bậc, nghĩa là chúng ta muốn người ta làm cái gì cho mình thì mình phải làm cái điều đó cho người ta. Mình muốn người ta làm sao? Mình muốn người ta khen mình thì mình hãy khen người ta đi. Mình muốn người ta chiều mình thì sao? Thì mình phải chiều cho người ta đi. Và khi mình làm như vậy, tức là mình đã làm như lời Chúa Giêsu nói trong trang tin mừng ngày hôm nay: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Và Chúa kết luận tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Hai điều răn ấy nhưng mà cũng chỉ là một. Đó là gì? Đó là cái tình yêu. Tình yêu nó có hai mặt, hay tình yêu nó có hai cái chiều kích, là chiều kích hướng về Thiên Chúa và chiều kích hướng về tha nhân. Anh chị em nhìn trên cây thập giá đi. Thập giá có hai cái thanh, một cái thanh đứng dọc và một cái thanh ngang. Cái thanh đứng dọc là cái thanh từ đất tới trời cao, từ trời cao xuống mặt đất. Đó là cái tình yêu Thiên Chúa dành cho con người và con người dành cho Thiên Chúa. Còn lại cái thanh ngang mà Chúa Giêsu giang tay á, đó là cái tình yêu tha nhân, yêu người thân cận như chính mình. Và một cái biểu tượng cũng rất là đặc biệt, anh chị em nhìn trên cây thập giá, Chúa Giêsu giang tay, cái hình ảnh Chúa Giêsu giang tay nó giống như cái chữ Y crack của mình á, chữ Y dài của mình á. Còn cái cây thánh giá, cái chữ T á, cây thánh giá nó giống như hình chữ T. Và khi chúng ta nhìn ngắm Chúa Giêsu giang tay chịu chết trên cây thập giá, chúng ta nhìn thấy ở nơi đó chữ T và chữ Y, có nghĩa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu, Ngài sống cho tình yêu và Ngài chết cho tình yêu của con người chúng ta. Và vì thế mỗi một ngày thứ sáu lúc 3 giờ chiều, chúng ta là các thành viên trong cộng đoàn lòng Chúa thương xót của Tổng giáo phận Sài Gòn, chúng ta đến đây để tạ ơn và suy tôn lòng thương xót của Chúa. Mà suy tôn lòng thương xót của Chúa là gì? Đó chính là chúng ta nhận ra được Thiên Chúa là tình yêu, Thiên Chúa yêu thương mỗi người chúng ta, và Thiên Chúa đã chết vì yêu thương con người chúng ta. Và Ngài mời gọi mỗi người chúng ta cũng phải yêu như Chúa đã yêu. Hay nói cách khác, đó chính là cái giới răn mà Chúa đã trao ban cho các môn đệ trước khi người bước vào cuộc thương khó: yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Cái tình yêu đó là tình yêu, có thể nói là tình yêu vô biên, tình yêu vượt qua mọi ranh giới, mọi chủng tộc, mọi ngôn ngữ, mọi tôn giáo và mọi thời gian. Vì Chúa là tình yêu vượt hết mọi thời gian. Chúng ta đã cùng với ca đoàn hát lên cái lời hát: hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ muôn ngàn đời, Chúa vẫn trọn tình thương.
Ước chi mọi người chúng ta khi thấy được như vậy, chúng ta hãy cố gắng sống cho tình yêu của Chúa và sống cho tình yêu của tha nhân. Tuy vậy, cái cản trở lớn nhất của mọi người chúng ta đó là gì? Là cái con người của chúng ta ích kỷ, và chúng ta thường chỉ yêu, chỉ thương, chỉ mến những người nào mà chúng ta cảm thấy dễ thương, dễ mến. Chúng ta hay làm ơn cho những người đã làm ơn cho chúng ta. Còn những người mà chúng ta cảm thấy khó thương, những người mà chúng ta cảm thấy họ bất mãn với chúng ta, chúng ta khó mà thương họ được lắm. Đó là cái cản trở của con người. Vậy thì muốn được yêu như Chúa đã yêu chúng ta, muốn được yêu người thân cận như chính mình, như Chúa đã dạy chúng ta cần phải có một sức mạnh. Cái sức mạnh đó chính là cái tình yêu của Thiên Chúa sẽ đổ vào trong tâm hồn của chúng ta. Và như bài đọc 1, chúng ta thấy Ezekiel đã nói đến những cái bộ xương khô. Mà cái bộ xương khô đó là gì? Đó chính là một cái dân tộc Do Thái mà họ đã mất niềm hy vọng, họ đã chán nản, họ đã chán chường, họ mất niềm tin vào Chúa rồi. Thì họ cũng kể như những bộ xương khô chết. Và vì thế Ezekiel được lời của Chúa bảo rằng phải tuyên sắm để cho những cái bộ xương khô đó được phục hồi lại, gân cốt được lắp vào, thịt được lắp vào, da được lắp vào, rồi thổi cái thần khí của Chúa vào trong những cái bộ xương khô đó, để những bộ xương khô đó cử động, và Chúa sẽ đưa họ đi trở lại cái vùng đất mà Chúa đã hứa. Và như thế, nói cách khác là nhờ thần khí của Thiên Chúa sẽ giúp cho mọi người chúng ta sống lại, hồi sinh lại cái con tim đã bị tổn thương, và cái con tim chai đá, cái con tim ích kỷ, cái con tim đóng kín lại, không mở ra với tha nhân, với Thiên Chúa của mọi người chúng ta. Chính vì thế, chúng ta hãy cố gắng tham dự thánh lễ, lắng nghe lời Chúa, cố gắng cầu nguyện để xin Chúa đổ tràn thần khí tình yêu của Ngài vào trong tâm hồn của chúng ta. Lúc bấy giờ, con người chúng ta sẽ yêu thương như chính Chúa đã yêu thương mọi người chúng ta. Amen.